bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 17 tháng 10, thứ ba tuần 28 thường niên. Hãy bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói thì có một người biệt phái mời người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì đấng đã tạo thành cái bên ngoài lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Có tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền. Hãy bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Luôn thèm khát tiền bạc vật chất ở đời này làm cho lòng chúng ta ra ô uế nhớp nhơ. Chỉ khi nào thanh tẩy cõi lòng khỏi những thèm khát tiền bạc, danh vọng lạc thú thì cõi lòng mình mới nên sạch sẽ, tinh tuyền, trong sáng. Chúa Giêsu nói: Hãy bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông. Ca dao Việt Nam có câu thật đẹp: Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Từ ngày cưới nhau, chồng làm ăn có được đồng nào cũng giao cho vợ. Chồng hay xin tiền giúp đỡ người, vợ khó chịu vì còn phải nuôi con cái ăn học. Chồng nói: Em cứ cho đi, Chúa sẽ ban lại cho mình nhiều hơn nữa. Nước chảy là nước trong, nước ao tù là nước thối. Vợ dần dần thay đổi cách dùng tiền. Từ tuổi 50 đến nay gần 70, chính vợ là người hay giúp đỡ người khác. Chồng vui tặng vợ mấy câu: Trong làng ai đẹp bằng em, mắt xanh da trắng lại thêm nhiều tiền. Nhiều tiền da trắng mắt xanh, có tiền mà chẳng hôi tanh mùi tiền. Câu chuyện tin mừng, Chúa Giêsu có ý dạy chúng ta: Rửa tay, tay sạch tay hồng, cho đi thì mới sạch lòng ai ơi. Bao lâu còn tiếc của đời thì lòng ô uế nặng mùi trần gian. Cậu kia có tiệm vàng, được kể là giàu có, nhưng luôn âm thầm kín tiếng giúp đỡ người nghèo, người bệnh, mái ấm, cô nhi, nhà thờ. Vậy mà cứ giàu lên. Có người hỏi: Sao cứ có mà cho hoài, và cho nhiều vậy? Cô nói: Tất cả là quả chú ban, nhận để cho đi mà. Ngày sinh ra tay trắng, ngày chết đi trắng tay, huề vốn. Có mất gì của mình đâu, cho đi lòng thanh thoát. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình sống thanh để được thoát, luôn biết tạ ơn Chúa với những hồng ân đã nhận được, và cũng luôn biết cho đi để nối dài tình Chúa đến cho mọi người. Amen. Lần chuỗi mân côi là cùng mẹ đi lại con đường của Chúa Giêsu, cùng mẹ suy ngẫm tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, cùng mẹ sống cách sống hiền lành, khiêm nhường để hy sinh dâng hiến vì yêu thương như Chúa Giêsu, và còn là cùng mẹ ca tụng, cảm tạ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi nhà. Lần chuỗi mân côi còn là phương thế cho mỗi người, mỗi nhà chiến thắng được những cám dỗ bất chính,
để giữ lòng tín chung, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và giữ lòng chung thủy yêu nhau, yêu mọi người. Lần chuỗi mân côi là cách tỏ bày lòng kính mến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, và còn là cách tuyệt hảo tỏ bày tình yêu thương hiệp nhất với nhau trong gia đình và với hết mọi người. Ước gì mọi người, mọi nhà cùng sốt sắng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi chung, lần chuỗi riêng suốt cuộc đời mình, đặc biệt trong tháng mân côi này. Một chuỗi mân côi thành kính dâng mẹ, nguyện xin ơn mẹ dù thương nâng đỡ, để con vững tâm thực hành thánh ý, luôn biết khiêm cung như mẹ, xin vâng suốt cả đời con. Chuỗi ân tình mẹ đưa nhân loại về trời quang vinh, mẹ liên kết ai chọn niềm tin kính trong Chúa Giêsu con mẹ, muôn nơi thắm tình đệ bên